Thưa quý vị, thực hiện việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119 của Quốc hội, thời gian qua các cơ quan dân cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã luôn phát huy vai trò và triển khai nhiều hoạt động giám sát, góp phần mang lại hiệu quả đối với hoạt động của chính quyền thành phố, đồng thời đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của bà con cử tri đối với đại biểu dân cử. Từ khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, vai trò và hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố ngày càng được nâng lên với nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu và đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Nội dung giám sát tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc của xã hội được đông đảo cử tri quan tâm, qua đó giúp cho việc chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền tốt hơn, vừa góp phần phổ biến tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm của các đại biểu, cơ quan chính quyền địa phương và đông đảo cử tri. Cũng có những cái mình đưa ra những cái mô hình, cái cách hoạt động nó phù hợp với cái thực tiễn của địa phương. Ví dụ như là ứng dụng những cái công nghệ, ứng dụng những cái khoa học kỹ thuật, thậm chí là cái khai thác hết các ý kiến của chuyên gia để đưa vào trong hoạt động giám sát của chúng tôi. Cũng từ khi Đà Nẵng triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, vai trò trách nhiệm, khối lượng công việc của mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng tăng lên. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân nhìn chung đã thực hiện tốt chức năng quyền hạn được giao, tích cực tham gia chất vấn, thảo luận làm rõ những hạn chế vướng mắc và ý kiến cử tri gửi gắm. Hình thức giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng đa dạng phù hợp với thực tế và nội dung giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương. Cử tri thành phố chúng tôi cũng ghi nhận rằng Hội đồng thành phố đối với nhân dân cũng bà con cử tri cả nước là đạt được nhiều điểm rất là tốt, rất tư ưu. Và điểm tốt thì nhân dân tôi nghĩ rằng đó là gì? Sự nỗ lực hết mình của Hội đồng nhân dân cử tri qua những cái thể hiện là việc như là chỉ đạo, lãnh đạo cách quyết liệt, sâu sắc và kịp thời. Chúng tôi đã tăng cường nhiều cái hình thức để mà làm sao đó để lắng nghe hầu hết tất cả các cái nguyện vọng, các cái ý kiến, các kiến nghị của hầu hết các bà con cử tri trong quận đề đạt với tổ đại biểu quận Liên Chiểu. Từ đó thì chúng tôi tổng hợp và chuyển sang lên các cơ quan chức năng của Ủy ban thành phố và đề nghị các cơ quan chức năng thành phố giải quyết thấu đáo, đúng thời gian, đúng cái yêu cầu mà đúng theo nguyện vọng của bà con cử tri đặt ra. Vì một thành phố thân thiện, an toàn, phát triển mạnh mẽ và đảm bảo tính bền vững, với quyết tâm chính trị cao trong việc triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119 của Quốc hội, thành phố Đà Nẵng đã đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò của đại biểu dân cử cũng như vai trò giám sát của bà con cử tri thành phố, nhằm đảm bảo sự minh bạch trong thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội, vừa huy động tối đa các nguồn lực, vừa tạo sự đồng thuận cao giữa đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố, quyết tâm xây dựng Đà Nẵng ngày một văn minh hiện đại.